Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV. Quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay, tiếp nối sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Mở đầu là bản tin Tổng thống Biden chuyển sang cách giảm phí thẻ tín dụng, phí sử dụng ứng dụng của Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 2, đã công bố những nỗ lực mới nhằm cắt giảm chi phí trả chậm thẻ tín dụng và giảm giá apps mà Apple Inc. và công ty mẹ của Google là Alphabet Inc. tính trên các cửa hàng ứng dụng di động. Các quan chức cho biết, động thái này là một phần trong nỗ lực chính sách lớn hơn nhằm thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường tiêu dùng. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi các nhà lập pháp cấm phí rác mà ông cho rằng đã làm tăng chi phí cho các dịch vụ tiêu dùng như chỗ ở, vé xem hòa nhạc, gói cước di động và du lịch hàng không. Trong đó, các quan chức cho biết các hãng hàng không có thể tính thêm phí cho các thành viên gia đình để được ngồi cạnh trẻ nhỏ. Tổng thống Joe Biden đã đánh trống lảng về lạm phát, chỉ trích các đảng viên Cộng hòa hiện đang kiểm soát Hạ viện vì đã ủng hộ các biện pháp thuế mà ông cho rằng sẽ mang lại lợi ích cho những người giàu có và gây thiệt hại cho những người nộp thuế thuộc tầng lớp trung lưu. Tổng thống Biden là một người dự kiến sẽ tuyên bố tái tranh cử trong những tuần tới, cũng đã chỉ trích đảng Cộng hòa vì họ từ chối thông qua việc tăng trần nợ của Hoa Kỳ trừ khi có thỏa thuận cắt giảm chi tiêu. Thông báo hôm thứ Tư trùng với cuộc gặp đã lên lịch giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy có khả năng đánh dấu sự khởi đầu của quá trình điều động kéo dài nhằm nâng mức trần vay lên 31,4 nghìn tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, ông Blinken thì cho biết công việc ưu tiên số 1 là đưa khinh khí cầu Trung Quốc ra khỏi vùng trời của chúng ta. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 2 đã cho biết công việc số 1 là đưa khinh khí cầu bị tình nghi do thám Trung Quốc ra khỏi không phận của Hoa Kỳ. Tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng của Nam Hàn đến thăm hôm thứ Sáu, ông Blinken đã cho biết ông đã nói với Wang Yi, Giám đốc Ủy ban Đối ngoại Trung ương của Trung Quốc, rằng vụ việc xảy ra vào đêm trước chuyến đi của ông là một hành động vô trách nhiệm của Trung Quốc. Nhưng Washington vẫn cam kết ông ấy sẽ đến thăm khi điều kiện cho phép. Ngoại trưởng Blinken cũng cho hay ông sẽ không ấn định thời điểm có thể đến Trung Quốc và trọng tâm là giải quyết vụ việc hiện tại, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với Trung Quốc. Việc hoãn chuyến đi của ông Blinken đã được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý vào tháng 11 là một đòn giáng mạnh vào cả hai bên. Những người coi đây là cơ hội để ổn định mối quan hệ ngày càng rạn nứt. Chuyến thăm cuối cùng của một ngoại trưởng của Hoa Kỳ là vào năm 2017. Ngũ giác đài hôm thứ Năm ngày 2 tháng 2 đã cho biết họ đang theo dõi một khinh khí cầu giám sát tầm cao trên lục địa của Hoa Kỳ. Các quan chức cũng cho biết các nhà lãnh đạo quân sự đã cân nhắc bắn hạ nó ở Montana vào thứ Tư, nhưng cuối cùng đã khuyến nghị không nên làm điều này với Tổng thống Joe Biden vì rủi ro an toàn từ các mảnh vỡ. Một bản tin khác cũng cho hay triển vọng của Amazon gây thất vọng. Amazon.com Inc. hôm ngày 2 tháng 2, dự báo lợi nhuận hoạt động có thể tiếp tục giảm trong quý hiện tại do việc sa thải hàng loạt nhân viên tại nhà bán lẻ chỉ làm giảm tác động tài chính của người tiêu dùng và khách hàng trên nền tảng cloud đang thắt chặt chỉ tiêu. Và trong khi doanh thu trong kỳ nghỉ của Amazon vừa qua được kỳ vọng của phố Wall, tăng trưởng doanh số bán hàng từ bộ phận điện toán đám mây béo bở của hãng đã chậm lại trong quý 4. Cổ phiếu đã giảm 5% trong giao dịch sau giờ làm việc và xóa sạch mức tăng 7% trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm. Đối mặt với lạm phát cao và nền kinh tế không chắc chắn, Giám đốc điều hành ông Andy Jassy đã đặt mục tiêu cắt giảm chi phí trên nhiều lĩnh vực kinh doanh của Amazon. Vào tháng trước, ông tuyên bố hơn 18.000 nhân viên, đặc biệt là trong các bộ phận thương mại và nhân sự, sẽ mất việc. Amazon cũng đã thu nhỏ
hoặc đóng cửa toàn bộ dịch vụ như dịch vụ chăm sóc ảo cho người sử dụng lao động. Thưa quý vị, nhà vô địch F1 Red Bull ra mắt xe 2023 tuyên bố hợp tác với hãng Ford tại sự kiện ra mắt NYC. Các nhà vô địch thế giới công thức 1 Red Bull đã khởi động mùa giải của họ tại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023 bằng một loạt pháo hoa trước đám đông Manhattan, chỉ có khán phòng đang say sưa khi người hâm mộ bất chấp cái lạnh giá buốt ở bên ngoài. Tay đua Red Bull Checo Sergio Perez đã cho biết, đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Quý vị biết đó, nó có vẻ tốt và quý vị muốn có một chiếc xe phù hợp với phong cách lái của mình. Đồng thời, quý vị cũng có thể tự tin và có thể tận dụng tối đa nó. Điều đó rất quan trọng. Sự kiện này cũng là sự kiện công bố mối quan hệ hợp tác mới với hãng Ford Motor Company. Công ty sẽ hợp tác với Red Bull Powertrain, công ty được thành lập để chế tạo động cơ cho Red Bull, nhằm thể hiện sự tin tưởng đối với sự phổ biến của môn thể thao này tại Hoa Kỳ. Ford sẽ trở lại công thức 1 với các nhà đương kim vô địch vào năm 2026, sau hơn 20 năm vắng bóng. Công thức 1 sẽ có một đơn vị năng lượng mới từ năm 2026, sử dụng 100% nhiên liệu bền vững và một thành phần điện lớn hơn. Red Bull hiện đang sử dụng động cơ hybrid tăng áp V6 do đối tác cũ của Honda tại Nhật Bản sản xuất và năm ngoái đã ngừng đàm phán với hãng xe Porsche. Mũ khăn quàng cổ và găng tay bỏ lại cho người vô gia cư ở Boston khi những đợt lạnh giá hoành hành. Một vụ tuyết rơi mạnh đã quét qua vùng đông bắc của Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 2, đe dọa đẩy nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục ở nhiều nơi, bao gồm cả núi Washington của New Hampshire, nơi gió lạnh có thể giảm xuống âm 110 độ F, tương đương với âm 79 độ C. Một cố vấn của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia NWS đã cho biết khối lượng không khí lạnh giá sẽ giữ nhiệt độ ở mức nguy hiểm đến tính mạng cho đến hôm thứ Bảy. Boston có nhiệt độ khoảng 22 độ C, tương đương với âm độ F vào sáng thứ Sáu, với nhiệt độ giảm mạnh trong ngày và chạm mức âm 3 độ F, tương đương với 19 độ C vào nửa đêm. Ở Worcester, Massachusetts, cách đó 40 dặm, 64 km về phía Tây, nhiệt độ giảm xuống âm 14 độ F, tương đương với âm 25 độ C trước khi bắt đầu dịu đi vào thứ Bảy. Ở Boston, mũ, khăn quàng cổ và găng tay được để trên hàng rào để những người vô gia cư có thể sử dụng chúng khi nhiệt độ trong thành phố giảm xuống. Boston và Worcester, hai thành phố lớn nhất ở New England, nằm trong số các khu học chánh đóng cửa vào thứ Sáu vì lo ngại về nguy cơ hạ thân nhiệt và tê cóng khi trẻ em đợi xe buýt hoặc đi bộ đến trường. Thị trưởng của Boston, bà Michelle Wu, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho đến Chủ nhật và mở các trung tâm sưởi ấm để giúp hơn 650.000 cư dân của thành phố đối phó với những gì mà NWS đã cảnh báo, có thể hình thành một đợt lạnh một lần trong thế hệ. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, số nguồn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Á Châu và phần tin Việt Nam. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phần tin thông kinh quảng cáo của đài truyền hình ABC.